Đạo diễn Bùi Tuấn Em Dũng chia chào sẻ. ông bác nhé. Nay thì em xử lý con Saab GF 888 cho anh khách. Để em xem để ý xem anh ở đâu rồi. Anh khách ở Thái Bình. Thì tình trạng con này là radio ok, loa nói có bên này thôi, bên này tịt. Băng thì tua được nhưng play không được. Còn này không chạy luôn nhưng phải là chỉ quay vài vòng nữa đâu. Còn này này em đang nghi lại thối trục rồi. Em đang nghi lại bị thối trục rồi nhá. Đây ai em này, em biết em xem nào. Ăn đậm chất sống nghỉ dưỡng sang trọng dành cho giới tinh em anh. Có nói kỳ tập đây là line in chính thức ra mắt với chính sách chưa từng có trong tiền lệ. Thì bữa trước em có làm con đài cho anh khách mà anh ấy bảo là phần SIO thì nó không lên đèn, thì thực tế của nó là không lên, kể cả là con này luôn là con băng này ấn tượng. Nó chỉ lên đèn tia, nó chỉ lên cho băng và line in thôi, SIO nó không lên đèn tia đâu nhá. Quy hoạch nổi bật chức năng thương mại với những căn nhà hiện đại, kinh doanh tinh tường mặt phố. Nguyên bản nó đã không lên rồi. Con này thì xử lý phần băng, kiểm tra đang mới một vế. Em có thấy cái lưới này, thứ nhất là nó có nhiều chỗ bị cấn này, móc vào này, và cái thứ hai là nó có hiện tượng, bắt đầu hiện tượng han. Thì em có hỏi anh là có nhu cầu sơn lại không. Thì sơn thì thật ra là con này thì màu của nó này, nhưng mình không có màu này thì mình sẽ chuyển về màu đen, và đã phủ sơn màu đen rồi, bắt buộc phải sơn cả hai cái bên cạnh này cũng màu đen luôn, hai bên bên này cũng màu đen luôn nhá, bắt buộc là phải màu đen, không có màu giống của nó được. Đấy, nhưng mà cái màu thì thực tế ra thì cũng không quan trọng lắm, quan trọng cái lưới này đang bị cấn nhiều chỗ cấn nhiều chỗ rồi. Em sẽ tiến hành tháo ra để xử lý con này cho anh ấy. Mất hẳn một bên luôn, mất một vế loa. Mà khi gạt lên là tiếng bên này vẫn có bụp bụp lên này. Con này của mình thì em đã tháo đây rồi. Mạch con này thì còn ok. Mạch tổng đó em nhìn là zin đấy. Mạch radio này nhìn thì có sửa đây. Mạch radio có sửa. Nhưng bo chính này zin này, bo công suất này nhìn zin này, nhưng mà em đang tháo ra để em kiểm tra xem nó đang bị lỗi công suất hay là lỗi loa nhé. Em sẽ kiểm tra xem lỗi công suất hay lỗi loa. Con này con này em đã đảo chân loa, nhưng con này đang chết một vế nhé. Đã đảo chân từ của bên này sang bên kia và của bên kia về bên này, thì con này đang chết một vế nhé. Để đấy em mở nguồn lên làm test để em đóng công tắc lên nó. Anh nó chỉ có với bên kia thôi này. Với bên này mất này. Sông điện này. Nghe tiếng như thế là có hiện tượng sông điện này. Con này thì trên vế công suất rồi nhá. Con này phải chờ lại phải chờ lấy hàng cơ. Hiện tại giờ dòng công suất này đang hết. Phải chờ lấy hàng thì mới có được. Nên là con này thì lành phải gác lại thôi. Chờ lấy hàng thì em làm cả thể luôn. Con này thì sau khi em đã thay công suất thì đã ok rồi. Đây là các bạn ạ. Bởi vì đang dùng kích nên là âm thanh hơi sôi các bạn. Bên em hôm nay mất điện cả ngày luôn, em đang chạy kích để sửa. Hoàn toàn yên tâm là những giải pháp có sử dụng bộ đôi hiệp đồng tách mang tính chất vàng carotin KK1 này hết sức an toàn và không gây một cái tác dụng nào đối với bệnh lý nền. Do đó chúng ta có thể dùng thời gian dài hoặc kết hợp với các thuốc đang. Rồi em sẽ tiến hành tháo cơ này làm phần cơ. Phần cơ con này em đã tháo hết rồi này.
Nói chung là khô hết cả các cái ấy rồi. Các cái mỡ miếng khô hết rồi này. Khô rồi. Cơ cấu chuyển động là các cái dầu mỡ khô hết. Phần mặt trước đây. Này các bác thấy đây là những cái đây. Những cái mỡ trắng của họ ấy. Đấy, khô hết này. Này sau thì em sẽ che mỡ. Con này được cái còn ngon nhé. Đầu tư bên này mòn nhẹ. Ờ đầu tư hơi mòn một tí. Một vấn đề là cái trục ấy các bác. Kia. Nó bị chết ở bên trong kia nó đen. Đây này các bác nhìn ở cái đầu trục này, thấy không? Hai bên nó đen đen này này. Tí em moi ở trong trục này ra bên trong kia ra thì nó phải bẩn lắm. Rất là bẩn nhá. Bên trong kia. Bởi vì nó thối ra rồi ấy. Em sẽ vệ sinh lại cái phần đằng trong kia. Khe trong kia. Đấy. Bây giờ em moi ra là nó cực bẩn luôn đấy. Tí nữa em sẽ moi cái bên trong đấy ra. Để vệ sinh lại cái bộ cơ này luôn. Vệ sinh che lại dầu mỡ nhá. Con này chạy thời gian nó sẽ khô hết. Ở đây này nó sẽ bị kiểu đây. Bác thấy không? Đấy, nó dây ra đây. Nó dây cái thối cao su ra nó đen đen thế. Giờ em sẽ tiến hành em xử lý luôn. Rồi cái phần trục bên trong cái hai bên nó vệ sinh rồi này. Này các bác nhìn này. Đấy. Vệ sinh cái trục ra đấy. Này nó ra nó đen kinh lắm. Giờ em sẽ tiến hành vệ sinh lại phần cơ này. Rồi tra dầu mỡ những chỗ cần thiết. Và sau đó em sẽ tiến hành lắp vào test. Kiểm tra dây cu loa. Dây nào trùng em sẽ thay nhé. Con này phần băng em đã xử lý xong rồi. Em vệ sinh cho bác bên trong này sạch sẽ luôn này. Đây, bác nhìn này. Sạch sẽ hết luôn. Không còn tí bụi bẩn nào luôn. Và cái này nữa em vệ sinh luôn, vệ sinh hết cho bác luôn bên trong này luôn. Bây giờ em sẽ tiến hành lắp vào và em sẽ test. Con này của mình đã ok rồi. Con này của anh ấy còn rất là đẹp nhá. Em có điện liên hệ lại với anh ấy trao đổi về cái vấn đề lưới. Đầu tiên em có tư vấn anh ấy là sơn lại, nhưng mà cái lưới này thì cái màu này thì mình không có. Nên là em có liên hệ lại với anh ấy về vấn đề lưới này, nếu mà đồng ý thì có sơn lại màu đen. Thế chứ không có màu này thì anh em trao đổi thì cùng là quyết định là thôi. Đứa này thì cũng chưa độ gì lắm. Nên là còn vẫn còn đẹp nên là bảo anh là thôi. Không sơn lại nữa. Thì con này em xử lý thay xe nguồn. Thay xe công suất và xử lý lại phần cơ băng. Vệ sinh lại hết cho anh ở bên trong nữa. Tua ok. Các bác nghe tiếng hơi sôi sôi không? Tiếng này là do em chạy kích nhé. Kích thì nó chuyển sang sóng xin nhưng mà vẫn không sạch được. Đấy. Tiếng nó sẽ hơi sôi sôi ở chế độ này nhé. Tua ngược này. Một chén cơm chiều nên lòng chưa. Và em chỉnh lại cho anh cả cái đầu từ luôn. Cái bên này cân chỉnh lại đầu từ sao cho nó tiếng cho nó ok. Bên này tua này. Cả chức năng hoạt động ok. Thay hết dây cu loa anh nhé. Thay toàn bộ dây cu loa. Em lá thổ
bạn thân ai có đâu xa, thằng tử con tám lê là trên phố xa hoa, mẹ nó không còn nên đời nó khổ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mưa, mẹ ơi con yêu mong chờ. Radio thì đang AM tiếng rất là kêu nhá, bởi vì nó đang ở vấn đề là nhiều tín hiệu do mình sử dụng thích. Nguồn năng lượng sạch khi đốt cháy, nguồn thải của năng lượng này chỉ. Anh nói hay nhở? Trước vợ chồng mình khó khăn, anh. AM này. Chưa kéo ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng thoái hóa. Mua 7 tặng 2 hoặc là mua 10. Anh trai em phải hỏi vay đến vợ chồng mình ý. Chứng lượng khí nhà kính kỷ lục và khí. Cái đèn của cái thằng Zayo ấy, nên hay không lại phải ở đây thì phải này. Qua em thấy test thử không lên, giờ bật lại chạy này. Hôm qua đúng hôm qua khi em test là nó không lên nhá. Không nháy. Là một trong những giải pháp bền vững với hiệu quả đột phá. Nhưng nói chung là cái thằng đèn này của dòng này cũng không dành lắm đâu. Phần Zygo thôi, nhưng mà các phần khác thì lên ok. Tấm ra là mình không. Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu góp phần vào nỗ lực phát triển. Đây, như các bác gạt về băng, các bác phải giảm cần dưới này nhá. Lên này. Băng ở trên lên này, nhưng Zygo nó không nháy đâu nhá. Zygo không nháy đâu. Rồi, con này của mình làm phần công suất và làm phần băng đã ok nhá. Cảm ơn anh đã tin tưởng gửi hàng cũng như là bỏ thời gian chờ đợi để em xử lý. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác nhé.